Thanh Vân Hugo sang trọng đến xem show Mr. Đàm. Trang phục cá tính khác lạ, song không kém phần trang trọng đã giúp Thanh Vân Hugo nổi bật tại show diễn của Mr. Đàm. Tối ngày 15 tháng 10, MC Thanh Hugo sánh đôi cùng Thái Dũng đến xem show diễn hoành tráng của Mr. Đàm tại Hà Nội. Ngay từ khi xuất hiện, nữ MC nổi tiếng đã gây chú ý với trang phục độc đáo. Thay vì khoác lên mình những bộ váy súng xính như mọi khi, bà mẹ một con đã chọn mặc áo dài dáng váy kết hợp cùng quần đen. Với phong cách này, Vân Hugo trông cá tính khác lạ, cũng không kém phần sang trọng. Trong khi đó, Quế Vân lại thước tha với đầm đuôi cá hồng thiêu ánh vàng, trang phục giúp nữ ca sĩ khoe khoéo những đường cong gợi cảm. Lam Trường mặc áo thun quần tây kết hợp cùng áo vest hồng. Vợ chồng Tuấn Minh Thu Huyền tay trong tay tình cảm. Tuấn Minh và Lam Trường vui vẻ tay bắt mặt mừng khi bất ngờ hội ngộ tại show của Mr. Đàm. Vừa công khai chuyện tình cảm, xong lần này Công Lý đến ủng hộ Mr. Đàm một mình mà không có bạn gái đi cùng. Diễn viên Lá Ngọc Cành Vàng Thu Hà nổi bật với bộ đầm rực rỡ sắc màu. Nhà thiết kế Đức Hùng. Rất đông khán giả đã có mặt để xem Mr. Đàm biểu diễn. Tuy vậy, mọi người đều xếp hàng văn minh và trật tự nên không có tình trạng hỗn loạn xảy ra. Chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!